Nè các bạn ơi, hôm qua anh mua nè các bạn. Cái đầu cá hồi nè các bạn. Đầu cá hồi. Bây giờ mình cắt ra nha các bạn, mình cắt ra. Mình kho me ăn nha các bạn, kho me ăn. Cái nồi nấu canh chua cũng ngon đó các bạn ơi, nhưng mà mình không có đồ nấu canh chua thôi, để mình nấu mình kho me các bạn, cắt ra kho cho me cũng chua chua ăn. Nè các bạn ơi, mình chặt nó rồi các bạn, chặt miếng này nè. Bây giờ nêm đồ kho các bạn ơi, bỏ miếng nước màu. Nước mắm muối bột ngọt đường. Cái này mình kho lạt lạt ngọt ngọt, không có mặn mấy các bạn. Cho mình mua ớt các bạn, cho cái cây. Bỏ me luôn các bạn, me. Mình nêm cái này không có mặn lâu các bạn, mặn dừa thôi, tại kho me mà kho lạc giống như kho lạc vậy các bạn, nó chua chua chứ không có mặn đâu. Mình ốp ở đây rồi mình để đây nha các bạn, cho nó thấm chút rồi. Thấm chút rồi con. Mình nấu bây giờ cũng lâu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình bật lửa con các bạn. Nó sắc rồi các bạn, giờ chế nước nha các bạn. Mình đổ nước màu, bỏ nước màu các bạn. Nó không có đậm đâu các bạn ơi. Không phải như kho khô đâu đâu. Bỏ nước dừa ra đỏ cái nước thôi các bạn. Vớt bọt ra các bạn.
Rồi để cho nó chín các bạn. Chín rồi mình bỏ hành hành với tiêu luôn các bạn. Nó cũng cạn xuống rồi các bạn ơi. Thử coi vừa ăn không. Chua chua ngọt ngọt. Mặn mặn. Vừa lắm các bạn. Vừa ăn đó các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ cái hành tiêu vô các bạn. Bỏ cái cho nó thơm. Mình bỏ hành củ nữa các bạn. Rồi. Được rồi các bạn ơi. Rồi tắt lửa rồi, rồi các bạn. Bò me chua này là để nước thì dừa các bạn. Không có khô các bạn. Mình kho đơn giản đó các bạn ơi. Mình ăn cơm đơn giản đó các bạn. Về được rồi đó. Rồi đậu cá hồi kho me đó các bạn. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn.